Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. An enemy has been defeated. Oh! Trời ơi, gõ không ra chỉ bạc. Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại đến với Vua Wiki Mình. Và mình là Vua các bạn ơi. It mattered not who was who, but today it is clear. I am myself. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cái trang phục mới mà của Ngộ Không nó đã ra mắt rồi các bạn ơi. Trời ơi, thề nghe quả nhạc kìa. Oh my god. Ui, nó đã. Cái trang phục này mình không biết ở trong như nào, nhưng mà nhìn ở ngoài sảnh thôi, nhìn thế này thôi đã muốn mua rồi các bạn ạ. Vâng, thì đây có tên là trang phục mới của Ngộ Không các bạn ạ. Có tên là Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh nhá. Nhưng mà nếu nói đúng hơn ấy thì trang phục này phải tên là Tề Thiên Đại Thánh các bạn ạ. Nhưng mà hình như là bởi vì là Tề Thiên Đại Thánh là cũng giống như là bản gốc của bình thường của trang phục mặc định rồi. Thế nên là nó sẽ thay đổi tên là Tề Thiên Võ Thánh ấy các bạn ạ. Chứ thực chất nhá, trang phục này phải gọi đúng là Tề Thiên Đại Thánh nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái chữ ở trên cờ không? Mình đoán là hình như là chữ bốn cái chữ đấy là Tề Thiên Đại Thánh đó các bạn ơi. Mà các bạn không biết là các bạn nghe thấy cái tiếng nhạc quen không? Thì cái nhạc này là y chang như kiểu nhạc là chiến đấu thắng Phật đấy các bạn ạ. Mình phải công nhận là nghe cái quả nhạc này ấy, nghe đúng hào hùng luôn, nghe đúng khí phách, nghe đúng phê luôn các bạn ạ, nghe đúng cháy luôn ấy. Và mình nghe đâu đó là cái hiệu ứng của trang phục này ấy, khi mà chúng ta xài kỹ năng ấy thì nó cũng có hiệu ứng âm thanh cái nhạc background như này luôn. Thì tí nữa mình sẽ vào test cho bạn xem thử nhá. Rồi thì cái mark của trang phục này sẽ là bậc SS Premium nha các bạn. Thì SS Premium này thì sẽ mở bán là tầm 799 quân huy khi mà mới ra đấy. Rất là rẻ đúng không? Tí nữa rẻ đấy. Mình tưởng trang phục này phải tầm 1999 quân huy như hồi mà mua cái trang phục mà của Bijan gì ấy. Ồ, mình nghĩ là phải tầm giá đấy, nhưng mà trang phục này như thế này nó quá rẻ các bạn ạ. Không mua thì lại hơi phí ấy. Được rồi, ok. Còn thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đến với một ngày leo rank và test thử skin mới của Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh luôn nhá. Được rồi, và bây giờ tụi mình sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên của mình nha các bạn ơi. Rồi, trận này thì đương nhiên là bởi vì nick này đang chỉ là rank tiếng Anh thôi. Cái nick này thì hầu như là mình không có leo rank mấy ấy. Vậy nên là gặp những cái tem kiểu như này thì các bạn thông cảm cho mình nhá. Thả Yao Su một cái là nó tranh AD với ông S1 luôn. Thế là nó chửi ông Theonat là kêu là tranh lane các bạn ạ, mà trong khi ông Theonat là người pick đầu tiên nha. Rất là khó hiểu các bạn. Đây, và đây sẽ là cái ngoại hình của trang phục này các bạn ơi. Đó, đây này. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó sẽ cưới thêm cân đổ vân nhá các bạn. Các bạn có để ý không? Nó cưới thêm cân đổ vân nhá. Đấy, đây là cái động tác khi mà di chuyển này. Đấy, nó sẽ cưới thêm cân đổ vân các bạn ạ. Và quên một cái, mình quên nói các bạn là mình sẽ chơi thử là 120 FPS luôn nha các bạn. Là vừa full setting vừa 120 FPS để cho các bạn xem là hiệu ứng trang phục này sẽ như nào nhá. Chứ mình thấy đẹp phết đấy. Biến về thử nhá các bạn. Này. Biến về là có cả âm thanh nữa nhá. Biến về là có nghe nhạc của background luôn các bạn ạ. Đỉnh vãi nồi. Ôi trời ơi, thôi bạn tăng chưa một là bạn cúc rồi. Gì ấy? Ôi, thôi không sao rồi. Arthur này thì mình trên kèo các bạn ạ. Tí mình đấm Arthur sau nha các bạn ơi. Ôi mà đẹp nhở, đẹp dã man ạ. Ôi khi mà gõ nó bắt đầu nó hiện ra gậy các bạn. Ủ đẹp vãi, có bốn cái lá cờ nhìn đúng ngầu luôn ấy. Ây da, cái gì ấy? Ui lag luôn, vãi nồi bị sụt FPS luôn. Ảo ma thế. Ây da, chơi mà bị sụt FPS là hay đấy. Vừa nãy bị sụt xuống 160 luôn kìa các bạn. Hay là do là cái trang phục này nó mượt quá. Nó nhiều hiệu ứng quá, nó lag các bạn. Đây, đây sẽ là full hiệu biến về này, đó. Hiệu ứng biến về là sẽ bắt đầu là nhảy lên trên mỏm đá xong rồi đánh bao con quái nha các bạn. Đấy. Đó. Mà nhạc hay nhờ, nhạc nghe đúng cháy luôn. Đây, vô này. Ăn ông này. Trời ơi, mất Shiza luôn mà. Ui dồi, anti kìa. Ủa, cái gì đấy? À, nó xài chiêu đôi các bạn ơi. Ui đẹp vãi các bạn thấy không? Cái lúc mình anti ấy, cái lúc mình anti là nó sẽ có cái hình ảnh của Ngộ Không mà lúc xài anti luôn nhá. Có cái bóng của con Ngộ Không phiên bản to đúng ấy các bạn. Xong bắt đầu là có cả âm thanh nó cơ, ảo ma vãi. Hay nhở, ôi thôi xong rồi. Thôi nằm rồi các bạn, hết chạy được rồi.
Pha này hết chạy nha, hết cứu rồi. Pha này thằng Jeffy hay quá. Bởi vì đây là trang phục mới mà, trang phục mới thì chắc chắn là sẽ là điểm nhấn của các bạn. Nhưng mà các bạn cùng nhìn này, đây đúng không? Đó. Cái lúc hạ gục nữa kìa. Mình thích cái cân đổ vân này nhá. Cuối cùng nha. Tính ra nha, tính ra là cuối cùng sau bao nhiêu trang phục cũng không ấy, thì đây mới là một cái trang phục chuẩn chỉ mà có động tác là cưỡi cân đổ vân đó các bạn. Hay không? Ui lúc mình ăn tí ấy, nó bị sụt FPS kinh vãi rồi. Các bạn thấy không? Lúc mình ăn tí nó bị sụt FPS kìa. Dã man à. Vậy là cái trang phục này nó nhiều hướng cực đấy à. Uầy, nghe hào hùng nhờ. Nghe đúng khí phách luôn đấy các bạn ạ. Cứ mỗi lần mà mình ăn ti ấy, mỗi lần ăn ti là nghe tiếng nhạc nhờ. Tiêu. Về dã man. Cả biến về cả ăn ti đều có hiệu ứng âm thanh nhá. Nghe đúng đã luôn đấy. Uầy, trận này khó rồi đó. Vãi nồi, Jeffit qua đã kêu à. Ây da, anh em chơi game cái gì này. Khó rồi các bạn ơi. Khó rồi. Nhưng không sao nha, anh Vũ sẽ cố gắng gánh cái tem này. Anh Vũ sẽ cố gắng gánh game này các bạn ơi. Từ từ, mình thấy thằng Jeffit đấy các bạn. Thế nên là mình lui một tí. Ui, vãi nồi. Chịu. Thế này thì chịu. Vãi nồi, tay mặt đánh căng thế. Ây da, mới trận đầu tiên thôi. Vãi nồi, Jeffit 10-0 rồi. Mấy bố fit kinh đấy. Jeffit 10-0 thì chịu các bạn ạ. Nhưng mà không sao nha, mình tự tin là game này mình gánh được các bạn ạ. Kệ cho anh em fit nhá. Cho anh em fit thoải mái luôn. Trận này mình sẽ cố gắng mình gánh cái game này. Bởi vì là mình đang cầm Tế Thiên Đại Thánh mà các bạn. Tế Thiên Đại Thánh thì phải cân 5. Mạng đầu tiên nha các bạn. Tí nữa mình đấm từng thằng một cứ yên tâm. Tí nữa mình đấm từng thằng một. Giờ mình căn trụ ăn quái cái đã. Chả qua là mình chưa di chuyển được nhiều thôi. Ui quả nhạc nghe đã nhờ các bạn nhờ. Quả nhạc nghe đúng đã luôn. Thôi đi về. Quả nhạc nghe đúng phê luôn ấy. Cái nhạc nghe đã chứ man. Nhưng mà fit cho thằng Jeffit kinh quá. Fit cho thằng Jeffit 13-0 rồi. Ừ. Cái mới ảnh cay lắm đó các bạn ơi. U là trời. Bị đi về luôn mà. Bị cái dính bóng của Rui đi về luôn các bạn ạ. Buồn cười vãi. Đây rồi các bạn ơi. Từ từ nha. Đây này. Mạng đầu tiên. Mạng thứ hai. Nhưng mà nằm luôn rồi các bạn ơi. Mình bảo mình gánh được cái game này nhá. Gánh được. Cầm Ngộ Không Tế Thiên Võ Thánh là phải gánh được các bạn ơi. Ui nghe đã vãi. Mỗi lần ăn ti nghe âm thanh đúng phê luôn. Cứ tiêu. Từ từ mình lo được. Ui tầm này mình gõ khỏe rồi đấy các bạn ạ. Trang phục xin thì phải auto đá chí mạng chứ đúng không mình ý. Trang phục xin thì phải auto đá chí mạng chứ. Đi. Jeffit với chúng tôi. Nó cay mình rồi, thằng Jeffit nó cứ dính mình thôi các bạn ơi. Nhưng mà tầm này mình lo game này được, mình bảo mà. Anh Vũ Tên Thiên Phó Thánh gánh được. Biến về cho các bạn xem này. Đẹp dã man ạ.
Trời, ảnh răng kìa, ảnh răng kìa, ảnh răng mà ảnh bắn không trúng nhá. Tề mình sợ thanh niên Eo Su này vãi. Đã chinh lén với Theo Nát rồi, xong rồi vô chi game 152 các bạn ơi. Sợ thật. Nhưng mà mình phải đi chung với Tem các bạn ạ, mình không dám đi lẻ. Kiểu đi lẻ cái Tem mình toang lắm, Tem mình phải có team, có mình mới chơi được. Ôi, không kịp gõ mà không kịp gõ các bạn ơi, lỗi mình. Không kịp gõ các bạn ơi. Vô đi, đứng chờ cái gì nữa. Trời ơi, gõ không ra chí mạng. Xàm vãi rồi, đúng là skin xin cỡ nào thì gõ cũng không ra chí mạng các bạn ơi. Gõ hai gõ không ra chí mạng ạ. Xàm thật. Ảo thật đấy, gõ thằng Van Nheo không ra chí mạng kìa. Xàm chưa. Trời ơi, nó đẹp. Nó đẹp dã man mày ní ơi. Nó đẹp vãi các cậu ạ. Ôi, mình không biết sao nhưng mà nó đẹp vãi. Gõ thêm phát nữa nhá. Xem tao nào lòi ra mình gõ luôn các bạn ơi. Đây rồi. Ủa tỉnh đấy, hack map à? Tỉnh vậy? À không không không, ảnh đâu hack đâu. Mình tưởng ảnh hack các bạn ạ, ảnh tỉnh vãi. Chạy rồi, ảnh dí mình mà. Mấy ảnh dí mình ác các bạn ạ, mấy ảnh dí ác. Mà sao gõ khổ nhờ. Gõ khổ các bạn nhờ. Gõ khổ dã man luôn đấy. Ảo tường à. Bớt ảo tường đi bro. Tầm này đầu game chơi không nổi đâu bạn. Đầu game thì bạn khỏe đấy. Giờ cuối game thì bớt ảo lại đi. Không có đấm nổi thằng này đâu. Uầy, nếu mà nói về ngoại hình trang phục này ấy, thì mình thích nhất cái cờ các bạn ạ. Cái cờ với lại cái động tác cưới cân đổ vân này. Các bạn thấy không? Cái cờ, cái động tác cưới cân đổ vân đúng đỉnh luôn ấy. Trái. Ây da, ảnh gì. Gõ vào cái pha vừa nãy mình gõ hơi lỏ tí nhưng mà mình vẫn ăn được mạng nha các bạn. Ê, đúng phê luôn đấy. Gõ đỉnh vãi rồi. Này thì che fit này. Mày đặt ao trình các thứ à. Người ao trình mới là Tề Thiên Võ Thánh đây. Tề Thiên đó Đại Thánh mang tên anh Vu. Tề Thiên Đại Thánh mang tên anh Vu. Hề gõ đá vai. Skin này đáng tiền mua nhá mày ní. Ấy à, hay là mình ghép kênh thế giới nhở. Ghép kênh thế giới nhở. Chơi trang phục mới mà cả hai tem không ai phản ứng gì các bạn ơi. Ảo thật đấy, mình không biết là ai chơi có như mình không chứ. Từ hồi giờ mỗi lần mà mình mà chơi mấy cái skin mà ra mắt trước ấy, còn chưa ra mắt mà mình chơi trước ấy, không ai phản ứng gì cả. Mà skin này đẹp không ai nói gì. Gõ đúng mượt luôn đấy. Nhưng mà công nhận các bạn thấy không, trang phục nào cũng là như nhau thôi. Chủ yếu là hên xui thì ra chí mạng ấy. Mặc dù skin xịn đấy, skin Tề Thiên Đại Thánh các thứ đấy, nhưng mà gõ ấy, gõ không ra chí mạng các bạn ạ. Gõ đúng hên xui luôn. Thầy ảo ma vãi. Công nhận cái nhân phẩm của mình kém thật đấy. Được rồi, tụi mình sẽ cùng đến với trận đấu kế tiếp nha các bạn ơi. Trận này thì mình chuyển sang là mình sẽ đi đi ghép tem thế giới. Thì gọi là ghép kênh thế giới các bạn ạ. Để mình chơi chung với lại mấy bạn này cho vui nha. Chứ mình đi đơn ấy, xong rồi mình ghép, xong rồi thấy nó hơi nhàn nhàn ấy. Nên là mình quyết định là mình ghép vô trong để ghép cùng chung mấy ông cao thủ này. Để mà có thể đánh ok hơn các bạn ạ. Đấy, hôm nay, à đâu như trận đấu này này. Mình ghép chung với lại hai bạn cao thủ với lại là bạn Yuka biết mình nha các bạn. Bạn Yuka biết mình ấy, ghép kênh thế giới lâu lâu có nhiều người biết mình nữa. Được rồi, thì trận này mình sẽ đối đầu bên kia là Airi nha các bạn ơi. Nguyên Vũ Floor à. Nguyên Vũ Floor thế sao không chơi Floor mà lại chơi Airi vậy ta. Phải chơi Floor chứ. Mà đẹp nhờ, thì cái cưới cân đổ vân ấy. Các bạn xem mình bật full mask setting xong rồi nhìn này. Mà để 120 FPS đúng mượt luôn đấy. Lâu lâu mình xài ulti nhờ. Xài ulti là lag điên các bạn ơi. Xài ulti là lag điên luôn đấy. Ôi gõ ra chí mạng kìa ngon. Cái phát đầu tiên gõ chí mạng lời rồi đó. Trời đau chưa. Dám nhờn với Tề Thiên Đại Thánh à. Lui đi ba. Ủa lui đi làm gì vậy.
Dữ không? Ghê hả? Ghê hả? Ghê hả? Ghê hả? Ghê hả? Lai lai thả icon rồi thấy không? Đấy skin mới là thả icon liền như mình gõ ra chính mạng nhá. Từ từ nhá. Mấy bạn cứ chờ đấy, tí nữa mình đấm cho bạn xem. Ồ. Oh. Gom ra chí mạng các bạn ơi, khó quá. Gom ra chí mạng khó chơi. Nếu mà gõ ra chí mạng. Mấy ảnh. Mấy ảnh ngáo rồi. Mấy ảnh đòi nhá đèn với anh Vũ. Mấy ảnh đòi nhá đèn với anh Vũ các bạn ơi. Mà mấy anh không biết là mình có tem. Quá dở. Xin nhẹ hai cái mạng nhưng mà không có mạng hồ hỗ trợ nhá. Thế mình phải công nhận là mình cứ khen đẹp liên tục thôi. Bởi vì nó đẹp thật. Nó đẹp thật không có chê. Không có gì phải chê cả, nó đẹp thật luôn ấy. Nó còn gì thì lui nhá. Cái gì nữa đây? Gì nữa đây? Gì nữa đây? Trời ơi, điêu thuyền tao kìa mày. Thằng Severa này thích mình rồi các bạn ơi. Severa này thích mình rồi. Severa này thích mình rồi các bạn ạ. Ảnh phế đâu mà ảnh ráng thật đấy. Ôi cái pha đấy mình tí ăn mạng đấy. Nhưng mà điêu thuyền nắm đã tiêu. Mình biết kiểu gì điêu thuyền cũng ăn được. Nhưng mà mình muốn KS, mình muốn ăn cái mạng ấy để mình gỡ. Mong được. Giết luôn nhá, nằm chắc. Nó không về là đi chắc các bạn ơi. Mình đảm bảo luôn, nó mất anti rồi mà. Rồi mất flash nhá. Lỡ, vô. Đẩy nó về. Ây da, gõ không ra chí mạng. Gõ không ra chí mạng mày ní ơi. Thề, đúng là skin xịn cũng khác. Skin xịn cũng không ra được chí mạng các bạn ạ. Bọn này bị điên rồi. Bọn này bị điên hết rồi các bạn ạ. Mấy bạn ấy bị có vấn đề rồi. Đúng là skin có điểm nhấn mà nè. Cả tem xuống đây hết luôn. Bỏ hết, bỏ cả cái trụ này các bạn hiểu rồi. Cái này là thằng Ari với thằng Severa nó mới hồi sinh ấy nhá. Chứ không hồi sinh là chúng nó xuống như thế hết rồi đấy. What the hell. Mấy ảnh làm cái gì ấy. Sao mà đấm nổi Tế Thiên Đại Thánh được. Ryu thì lên video à? Đúng rồi Yuka ơi. Mình đang quay thật mà Ryu thật Yuka. Ủa mà tính ra là kiểu gì cũng phải biết Ryu chứ. Cái trang phục Ngộ Không này đã ra đâu. Tính ra là Vậy là chứng tỏ là có nhiều bạn vẫn chưa biết nhở. Kiểu không cập nhật thông tin ấy. Cái trang phục Yuka này đã ra đâu ta. À Ngộ Không chứ. Chưa ra thì biết kiểu gì cũng Ryu rồi chứ làm sao mà có trang phục này được. Trời ơi. Gõ không ra chí mạng. Thề đúng game nhân phẩm mà. Gõ không ra chính mạng là gõ không ra chính mạng nhá. Cay thật sự luôn đấy. Rồi Alice thôi làm gì làm đi. Cho Alice farm các bạn ạ. Nè mình anti lại cho bạn nghe rõ nhá. Bây giờ mình sẽ anti luôn nhá. Mình chấp nhận là mình đầu tư anti luôn nhá. Này cho bạn xem này. Mình đầu tư anti này. Này 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 này. Cho cả tem xem này. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái anti chưa? Khi mà xài anti là nghe cả tiếng nhá. Hay vãi nồi. Xong bắt đầu là lúc anti là có cái bóng của Ngộ Không Tế Thiên Đại Thánh lúc kiểu cầm gậy ấy. Cầm gậy cái dáng đứng ấy các bạn ạ, đẹp dã man ạ. Mấy ảnh làm gì? Ôi mấy ảnh đánh mình kìa các bạn. Mấy ảnh đánh mình kìa, vãi nồi rồi. Mấy ảnh đánh kìa. Ôi mình vô mình xài chiêu trí mà mấy ảnh xài chiêu ác liệt thật chứ. Từ từ nhá. Hay kìa. Ây da. Không sao, ăn được hai mạng cũng được các bạn ơi. Ăn được hai mạng là ngon rồi. Tề buồn cười dã man ạ. Mình choi mấy ảnh tí, mấy ảnh sai chiêu từ lưa luôn. Buồn cười ghê.
Vai nổi tè bạn. Thế cách chơi Ngộ Không là thế đấy. Cách chơi Ngộ Không là phải như thế đấy mày ní ạ. À. Sợ chưa? Đẹp giá mà. Thế phải phải nổi Ari kìa. Ari làm gì á? Ari làm gì ấy? Hơi lộn tí các bạn ơi. Từ từ, làm lại nhá. Ui, tôi hơi ẩu. Fan này hơi ẩu nhá, fan này hơi run tay các bạn ơi. Fan này hơi ẩu tí, làm lại, không sao cả. Hơi ẩu mày ní ơi. Bắt đầu đánh khinh thường tem bạn rồi đấy, coi chừng nhá. ID hơi bị xanh đó. Này lên chơi này, cân 3 này, các bạn xem là cân 3 này, Ari mất anti rồi nhá. Ari mất anti rồi nhá. Không ra chi mạng. Gõ không ra chi mạng các bạn ơi. Thề đúng cái nhân phẩm mình đen vãi luôn đấy. Full 3 đồ thế này rồi mà không ra chi mạng ạ. À. Thề công nhận đúng là không ai qua nổi nhân phẩm của anh Vũ. Gõ không ra chi mạng. Thề xàm điên. Giờ chơi Ngộ Không ấy, muốn xanh, muốn highlight, muốn ăn mạng thì phải như thế, mà bây giờ gõ không ra chi mạng các bạn ơi. Đúng game lừa đảo thật sự luôn ấy. Gõ không ra chí mạng là hay này. Sao mà thua được, mai thua bạn ơi. Không ra chí mạng. Sao lại gõ không ra chí mạng vậy? Gõ ai, gõ con ID thì ra chí mạng nha các bạn, nhưng mà gõ Severa không ra. Trời kinh xịn đây, nhưng mà sao gõ Tề Thiên Đại Thánh của tôi ơi. Tề Thiên Đại Thánh không ra chí mạng các bạn ơi. Khó hiểu thật sự. Ôi trời ơi. Vãi nổi Alice lên full tanh luôn mà các bạn. Nhưng mà nói chung là mình không bắt qua Alice đâu. Nhìn Alice như thế thì đổi người. Đổi người để đánh nhá. Đánh thả AD các bạn ơi. Gì ấy? Gì ghê hả? Cái gì hả? Vãi nổi Severa ở lại trên mình mà lấy. Các bạn thấy không, gõ ba gõ nhá mà chỉ ra đúng một, được một lần thôi, một hoặc hai lần thôi nhá, ảo vãi nồi ra luôn ấy. Ôi Win nó ô, từ nhá. Ê thấy nhá, nice sir. Khen mình đi các bạn. Khen mình đi chứ. Thua rồi khen gì à? Sao mà thua? Đã thua đâu? Sao mà thua được? Đó, thua được kiểu gì? Đang có bùa si ra khỏe vãi nồi sao mà thua? Ôi rồi, vãi nồi thua thật các bạn ơi. Vãi thật các bạn ơi. Ui thôi xong rồi, phải bán rồi. Chết rồi, không có tiền. Ây da. Ây da, vãi nồi thật. Ây da, anh Vũ ẩu rồi các bạn ơi. Đầu game đánh đăng cháy, xong rồi cuối game đánh ẩu luôn. Ê, trận này mình ngu thật nha. Trận này đầu game đánh đăng oai, xong rồi cuối game. Mà công nhận mấy cái pha các bạn ý không? Mấy pha mình gõ không ra chí mạng. Có mấy pha mình gõ không ra chí mạng các bạn ơi. Xàm vãi nồi. Thề buồn cười dã man ra luôn ấy. Đấy, có trận thắng trận thua mà. Các bạn. Được rồi, trận này thì mình chuyển sang đi rừng nha các bạn. Đổi mới một chút đi. Chứ chơi ranh này, bọn này toàn chơi tanh đi top thôi. Arthur, xong Tara đồ nữa thì thôi, dẹp nghỉ, mình đi rừng còn phê hơn các bạn ạ. Đấy, thế nên trận này mình quyết định là mình chỉ cầm Ngộ Không đi rừng để mà có thể đổi mới một chút nha. Đương nhiên là mình vẫn ghép canh thế giới để cho tem bất ngờ phản ứng ra sao các bạn ạ. Đến giờ đại náo thiên cung rồi các bạn ơi. Không, phải nói là đại náo bình nguyên vô tận nha. Bây giờ mình sẽ đại náo bình nguyên vô tận này. Và ai nữa này.
Đẩy nó về bạn. Đòi chạy này, đòi chạy này, hay. Rồi, đây rồi. Giả vờ không ăn nhá. Giả vờ không ăn các bạn ơi. Trời ơi, gõ hụt một gậy kìa. Gõ hụt một gậy kìa, hên là mình vẫn ăn được ấy. Gõ hụt một gậy các bạn ơi. Ôi trời ơi. Đấy các bạn thấy không, lúc ăn tí nó cứ nhảy thế này này. Đó. Ôi, quả cưới cân đổ vân xong rồi tay dơ thế này đấy các bạn ơi. Đúng chất lùng nhĩ mỹ hầu à. Đúng không, nó như này này. Đúng chất ngộ không luôn. Hên nhá. Sao mà hên được nữa. Double kill. Rồi, win đi các bạn ơi. Thật, chứ trận này đánh hơi hơi nhàn nhàn thật. Tem mặt đánh không nổi, tem mình ghép chúng 5 ong ấy. Mình ghép chúng 4 ong đánh hay quá. Xong rồi tem mặt đánh cứ nổi đâu mà. Chắc win nẹ thôi các bạn ơi. Để đẹp vãi. Kenty đúng giật mình luôn đấy. Bây giờ ví dụ, ôi tính ra cái trang phục như này nha các bạn. Cái trang phục này mà các bạn mà bị bắt lẻ, hoặc là các bạn mà đi bắt lẻ thằng nào ấy, chỉ cần đứng đây nhá, mà bị cái trang phục cũng không này gõ này, chắc giật mình luôn ấy. Kiểu tại Kenty này, Kenty nghe đúng giật mình luôn ấy. Kiểu tiêu một cái là giật mình luôn ấy. Này ví dụ đang đình đây đúng không, mà có thằng nào đi ra ấy, gõ cái chắc là giật mình luôn ấy. Trang phục này đúng gây áp lực luôn ấy. Trang phục này vừa gây áp lực vừa gây tâm lý cho tem bạn nhá. Ui mega kill. Mega kill. Ái da. Ui mega kill của anh Vũ. Trời ơi. Mega kill. Này các bạn xem biến về này. Thế tưởng được mega kill rồi. Uầy. Nãy mà có được pha mega kill là mãn nhãn cho bạn xem vào đấy. Mega kill của trang phục Tế Thiên Võ Thánh luôn. Mà tem không nhường. Cái pha đấy mình gõ cũng không ăn được nữa chứ, đen vãi. Được rồi, và trải nghiệm skin thế là quá ok rồi các bạn ạ. Với mình ấy thì mình không chắc là không có gì phải chê về cái trang phục này rồi các bạn ạ. Bởi vì trang phục này nó đỉnh quá. Mặc dù là bậc SS Premium, nhưng mà nếu mà nói thật các bạn là trang phục này mà bậc 3S thì mình còn tin cơ. Bởi vì sao, nó hiệu ứng ok lắm. Tính ra nhá, cái trang phục này mà có thêm hiệu ứng gia tốc ấy thì nó không khác gì trang phục 3S các bạn ạ. Nhưng mà công nhận phải may nhá. May một cái là Liên Quân vẫn để SS Premium để cho mà các bạn kiểu như là không đủ điều kiện, hoặc là sẽ có dư một chút kinh phí để có thể mua được ấy. Thế nên trang phục này ấy, các bạn vẫn có thể mua được nhá, rất là rẻ các bạn ơi. Thế nên là với mình ấy là 100/10 các bạn ạ. Hồi giờ ấy mà mình chơi skin mà mình review ấy, mình hầu như là toàn chỉ khen là 10/10 hoặc là ở dưới 10 thôi. Nhưng mà con Ngộ Không này thì mình phải xứng đáng là cho cái bậc thang của nó là trên 100 các bạn ạ. Thề đúng đẹp dã man luôn ấy. Vừa ân ti các thứ, nghe ứng âm thanh ấy thì không có gì phải chê nhá. Ôi mà còn thêm một cái mà mình quên nói các bạn, đó chính là cái chiêu cuối của con trang phục Ngộ Không Tế Thiên Võ Thánh này ấy. Thì các bạn để ý cái lá cờ nhá. Mình bây giờ phải để ý là khi mà chúng ta ân ti các bạn ạ, thì cái lá cờ màu xanh ấy nó cũng chuyển sang màu đỏ nhá. Mình quên review cái khúc này cho bạn xem. Cái này quan trọng mà mình không để ý đấy, các bạn cứ để ý kỹ nhá. Khi mà mình ân ti cái trang phục này ấy, thì cái lá cờ màu xanh ấy nó cũng chuyển sang màu đỏ nhá, và nó cũng có thay đổi một chút cái gậy hay là cái gì ấy, nhưng mà nói chung là cái cờ là điểm nhấn nhất, chuyển sang cái màu đỏ. Uầy thề, thấy không, đẹp nhờ. Trang phục này mà chê nó thì mình không biết các bạn phải nói kiểu gì nữa, bởi vì trang phục này đẹp lắm rồi. Hiệu ứng ân ti các thứ, hình ảnh âm thanh đều rất là ok, đều lực đều mượt, không có gì phải chê các bạn ơi. Và đó là theo quan điểm cá nhân của mình. Còn với các bạn có thấy trang phục này đẹp hay không thì có thể comment phía bên dưới nhá. Còn thì bây giờ đừng quên là mình, nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký nhá các bạn ơi. Và hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhá.